Hôm nay là một chuyến đi á, một chuyến đi mình có một chuyến đi đến đi thăm nhà một người bạn á, ở Nha Trang, ở bạn xã Nha Trang á. Đây là lúc khoảng 7 giờ tối ha, mình ở đang ở bến xe miền Đông á. Đây, chuyến đi rất là dễ dàng á, đi Nha Trang thì chúng ta từ bến xe miền Đông thì xuất phát đi là khoảng chừng 10 tiếng nha, 10 tiếng, khoảng 500 cây số. Đây là đang ở tại bến xe miền Đông ở Sài Gòn đây. Đây, bến xe miền Đông ha. Ở đây thì nó có rất là nhiều xe ha, ví dụ như đi xe chúng ta có thể đi xe Cúc Tùng nè ha, xe Hà Linh, xe Liên Hưng ha, có rất là nhiều chuyến xe để mà đi, rất là tiện lợi ha. Đây, đây mình đang ở tại bến xe miền Đông nè ha, bến xe miền Đông. Ở đây xe mình thấy là xe Hà Linh đó, nó có chuyến đi thẳng từ Bến Tre ha, Bến Tre Trà Vinh đi Nha Trang luôn. Đây, chuyến gì chúng ta đi di chuyển rất là dễ dàng ha, Nha Trang. Đây Nha Trang đây chưa, Nha Trang đây là thị xã Ninh Hòa ha, qua Ninh Hòa luôn. Cái này là nên mình đi cái đây là gần cái mô là gần cái chỗ mà đặt khu kinh tế Bắc Văn Phong ha, Bắc Văn Phong hay là ngay chỗ mà Đầm Môn á. Đây ngay chỗ Đầm Môn á, đặt khu kinh tế Bắc Văn Phong. Đây mình xe mình đã tới nơi rồi ha. Này hiện tại đang tới ở Nha Trang nha. Đây tới đây thì mình tới nhà là mượn xe xe máy đi nè ha. Đây là ngoài quốc lộ đây ha. Này đồi núi rất là nhiều ha. Đây đồi núi rất là nhiều. Hai bên cũng có trồng lúa ha. Đây là cái đường mình đi đi từ quốc lộ 1A đi vào Đầm Môn ha. Hai bên người ta nuôi nuôi tôm rất là nhiều. Nuôi tôm rất là nhiều ha. Rồi, tôm này tôm nuôi nè. Đây cái lúc mà đợt bão 2017 vừa rồi á, cái khu này người ta bị thiệt hại rất là nhiều á. Đây, đợt mưa bão kỳ rồi là đi thấy những cây dừa nó sơ sát luôn á, những cây dừa nó không chống chịu nổi. Đặc biệt là giữa đây nó rất là ngọt ha, hai bên nước mặn nhưng mà ở giữa nó là nước ngọt, dừa ngọt nên dừa dừa ở đây là dừa, gọi là dừa tuần lễ á, rất là ngọt. Đây, thuê có xe máy, mượn xe máy đi nè. Ở đây thì mình đi là 8 người ha, 8 người. Giá vé thì nó khoảng 160 ngàn tới 220 ngàn nha. Đó, bên đó là núi nha. Mình đang đi giống như cái ở này là một cái vịnh vậy ha. Một cái bán đảo à, hai bên là biển không á. Hai bên là biển không. Thì cái đoạn đường này nó dài cũng khoảng là khoảng 20 cây số à, 20 cây số. Là giống như một bán đảo vậy đó, hai bên là biển không à. Dọc hai bên này cảnh đây còn hoang sơ lắm, hoang sơ người ta chưa có khai thác nhiều lắm. Có một lúc mà người ta rộ lên đó, đặt khu kinh tế Bắc Văn Phong á, giá đất ở đây nó tăng rất là nhanh á. Nó hiện tại thì nó đã hạ nhiệt rồi, hiện tại người ta không có mua bán gì nữa. Thậm chí những 1 mét á, có thể tăng lên 100 triệu á. Một cái nền nhà có thể là giá đất tiền một cái nền nhà mà 80 mét vuông có thể là 1,5 tỷ 2 tỷ. Đây hiện tại thì nó đã hạ nhiệt rồi, nó không còn giá đất nữa. Đây phía trước là biển nha, đây biển nha, biển xanh như ngọc vậy ha. Đây biển xanh như ngọc á, cái phần biển mà xanh á dưới là phần cát á ha, cát trắng á. Ở đây cát là rất là mịn nè, đặc biệt cát trắng ở đây là nó mịn như là bột mì tinh nha, nha hột đó, hạt rất là nhuyễn. Hạt cát ở đây rất là nhuyễn nha, đây nó không có giống những cái hạt cát mà cát núi hạt to này, hạt rất là nhuyễn nè. Đây, đi ra ngoài Đầm Môn nữa ha, đang đây Đầm Môn này, đây Đầm Môn ha. Đây, dừng lại dọc đường đây nè ha. Đấy, những đồi cát nó trắng 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 tinh nè, hai bên nè. Đấy, rất là nắng, 12 giờ rồi đi khoảng làm 9 giờ sáng ha, 9 giờ sáng, 9 giờ sáng đây. Cát trắng là trắng tươi luôn. Dừng lại lên đi xuống bãi biển nè. Đây đi chúng ta thấy đất nước thì Việt Nam ta rất là rộng lớn à. Đây, đi hoài cũng không hết à.
mình ở trong cái một cái nơi mà mình tối ngày cứ quay quần ở hoài à, cũng không biết được thế giới bên ngoài rộng lớn ha, đi ra ngoài để biết đây biết đó nè. Thì chi phí cho nguyên một chuyến đi á, mình đi cũng chả tốn bao nhiêu tiền á, một người tốn khoảng 500 ngàn à. Một người bạn đi tiền vé xe là mình mua tại mua số đông á, vé xe nó chỉ còn có 160 ngàn à. Thì ăn uống cũng chả có tốn cái gì nhiều. Lúc mình đi đây là trời nó cũng râm mát. Nó nhiều mây râm mát nên cũng rất là dễ chịu à. Này, biển nó xanh như ngọc à, nhưng mà biển này không có tắm được. Sóng này rất là cao không có tắm được. Đây, ở đây người ta cũng dự định xây khu du lịch ở trong đây nè. Cũng có rất nhiều khu du lịch ở trong đây. Dự định cái bãi này xây, nhưng mà bãi này sóng hơi lớn à, người ta sẽ xây những khu du lịch đa phần là nằm ở trong vịnh. Nó kín gió. Kính gió ít sóng nước biển trong xanh luôn, rất là trong biển Nha Trang rất là biển Nha Trang nước biển trong xanh đây rất là nhiều núi đây rất là nhiều cái hòn đảo nó mọc lên trên, rất là nhiều này nhé, nhiều đảo nó mọc. Đây là đường vào cái đầm Môn nè. Đấy, ở dưới người ta nuôi có những bè người ta nuôi cá nuôi tôm dưới rất là nhiều á. Dọc dọc là những hòn đảo á, rất là nhiều hòn đảo. Rất là cảnh rất là đẹp mà. Ở phía trước chúng ta đó có cái chùa đó, tí xíu là mình sẽ đi lên vô cái chùa đó. Ở dưới này người ta nuôi tôm á. Đây nuôi tôm, ở đây là nước mặn á. Đấy. Nuôi tôm á, đây người ta chạy những cái máy mà tạo oxy ha, đó. Đây, người ta đắp lại nước biển mà nó xuống cạn là nó lòi ra luôn, nó lòi cái bãi ra luôn ha, chúng ta có thể đi bộ trên đó đó. Nó đây gọi là đầm Môn nữa ha, đầm Môn. Đầm Môn ha. Cái này người ta hút hết nước rồi, không có nước là nó còn lại trắng xóa như muối vậy ha, mới đầu nhìn tưởng là ruộng muối không à, nhưng mà không phải, người ta hút hết nước ra để người ta xử lý để người ta thả những cái vụ tôm mới ha. Đây ha, đây rất là nhiều tàu bè neo đậu bè những cái bè nuôi cá đó, rất là nhiều tàu bè. Cát ở đây là rất là đẹp ha, cát là cát trắng mà rất là mịn như bột mì tinh vậy. Mình như cầu bị tinh nhé ha. Đây, ở đây mình đi lên chùa nè. Đấy, đi lên chùa nè ha. Đấy. Nước biển xanh rất là xanh nè. Chùa là chùa du lịch ha. Đây, ra đây người ta trồng cây là nó cũng mát lắm. Chúng ta phải chạy xe máy tới đây, gửi xe ở đây rồi đi bộ lên ha. Đây có cái chùa nè. Các đèn đồ cát trắng luôn ha, đó xe máy mình đậu ở dưới á. Những cái núi rất là đẹp ha, những núi hòn đảo rất là đẹp. Và khi mà nước cạn á, chúng ta từ đây chúng ta phải đi bộ quá ha, đó cái bờ phía trước mặt chúng ta phải đi bộ vào những hòn đảo bên đó đó ha. Đây hiện tại nước là cũng đang lớn đó, đó những cái đường đê nó có đường cát trắng nổi lên đó, chúng ta phải đi bộ qua bên những hòn đảo đó luôn. Đó phía trước mặt chúng ta đó ha, đó những cái bè người ta nuôi cá nuôi tôm gì ở dưới đó ha, rất là đẹp ha. Đây cái chùa đó ha, đây cái chùa, có cái chuồng người ta đang xây chuồng nè. Hiện tại là khoảng 10 giờ trưa ha, 10 giờ trưa. Đó, cái bè ở đây thì kín gió, ở đây là trong vịnh nè, kín gió nó không có gió nhiều lắm. Nhưng mà khi mà cái lúc mà có người bạn ngoài này nè, người ta kể khi mà bão á, ở đây cũng bị ảnh hưởng nhiều lắm. Đây nó rất là bị ảnh hưởng nha, tại vì nước biển nó cũng dâng lên theo. Ở đây là một năm nó trôi đi, một năm qua đi ha. Biển ở đây thì rất là nhiều cá ha. Cá với lại sò đâu đó nhiều lắm. Biển trong cái vịnh ha. Đây.
những cái bè nuôi cá phía dưới đó. À, xa xa những bè ha, và những hòn đảo đó. Thì có xe buýt ha, chúng ta nếu mà chúng ta đi có một xe buýt từ Vạn Giả ha, từ Vạn Giả tới đi thẳng tới Đầm Môn này nè ha, có tuyến xe buýt luôn. Từ Nha Trang thì có xe buýt ha, có xe buýt thì cái chỗ này là cách thành phố Nha Trang khoảng là 60 cây số à, tính từ Vạn Giả mà Vạn Giả ở đây khoảng 20 cây, thì từ cái Đầm Môn nè cách Nha Trang khoảng 80 cây số. Và cái hướng mà ngoài quốc lộ á, chúng thấy mà chúng ta đi ra quốc lộ á gọi là Tu Bông á, hay thì cách cách Phú Yên á ha, cách địa phận Phú Yên khoảng 15 km nè, Phú Yên. Còn tới Phú Quy Nhơn thì xa hơn chút. Ở dưới đây thì mấy hòn đá nó có hào nó bám nhiều lắm, nên ta đi phải khéo, chúng ta là đứt chân ngay ha. Nước biển trong xanh luôn. Đây đây là mình tham quan một vòng rồi ha, đây một vòng rồi. Những cái bè đã nuôi cá dưới đó ha, nuôi cá nuôi tôm dưới đó. Rồi, những đồ cát trắng ha, cát rất là mịn nè, cát rất là mịn. Nếu mà người ta đi, người ta có đem đồ theo bể trượt cát này cũng vui lắm, giống như trượt cát ở Phan Thiết chứ ha. Phan Thiết thì có đồ cát vàng, ở đây là đồ cát trắng nè, cát trắng. Ở đây thì cái chỗ này thì này thì nó có khoảng là 3 khu du lịch thôi, người ta chưa có khai thác nhiều ha. Và cũng do cái tình hình vừa năm vừa rồi đó ha, mới mới gần đây đó, người ta phát triển đặc khu kinh tế gì đó, thì ở đây người ta không có cho buôn bán đất rồi nữa, đặc khu kinh tế không cho buôn bán đất gì nữa. Rồi là lên cái đầu cát trắng nè, đây hiện tại là khoảng 11 giờ trưa ha, rất là nắng, mà lên đây cái chụp hình nó rất là đẹp luôn á. Cát trắng à, đây những điều kiện khó khăn như thế này mà người ta vẫn vẫn sống tốt rồi ha. Đây hai đứa bạn mình nè, chiều nắng quá chui vào gốc cây ngủ luôn, vào gốc cây trốn luôn à. Đây, người dân ở đây thì người ta sống chủ yếu bằng cái nghề cá ha. Nghề cá, đánh bắt cá. Đó, phía trước mặt chúng ta đó là biển đó ha, còn một dải cát trắng rất là rộng ha. Bạn mình nó kêu đi xuống biển chơi mà hơi xa quá, nắng quá không có đi nổi, đứng đây dòm chụp hình rồi thôi. Nắng quá nắng à. Đây rồi, cát trắng Nha Trang, cát đây rất là mịn đó, mịn như bột mì tinh vậy. Chúng ta đi mà chúng ta té, chúng ta bằng áo trắng á, chúng ta làm lăn xuống đây á thì nó cũng không có áo, nó không có dơ, nó không có dính áo. Cái đặc điểm của cát trắng là nó không có làm dơ áo à. Cát trắng à, những đồ cát trắng nè. Đây là trên đường về nè ha, đây đường về là tại bến xe miền Đông lúc 4 giờ sáng nha, 8 giờ đi thì 4 giờ sáng tới. Đây bến xe miền Đông 4 giờ sáng mà nó tấp nập hết rồi. 4 giờ sáng thì có một số đa phần là chúng ta còn đang ngủ ha. Chúng ta đi ra mà thế giới xung quanh có 4 giờ sáng là tấp nập hết rồi. Đây tại bến xe miền Đông ha. Bến xe miền Đông lúc 4 giờ sáng. Đây là chuyến đi là đi về trong ngày luôn. Tối thứ bảy đi và tối thứ bảy mình đi và sáng thứ hai trở lại Sài Gòn ha. Bến xe miền Đông á, cổng 2, cổng 3 đây, tấp nập luôn. Rồi,